Nguy hiểm! Và... một sự trở lại tuyệt vời của các cầu thủ Dreamer. Cú đúp bàn thắng dành cho Tấn Phát. Những pha xử lý bóng trong vùng cấm của Tấn Phát dành cho Dreamer là quá tuyệt vời. Tỷ số đã được đảo chiều dành cho... đó là một pha treo bóng của Khắc Đức tạo... một phong độ cao của cầu thủ áo số 6 bên phía Dreamer đã mang về bàn thắng thứ hai dành cho các cầu thủ áo vàng.